thì mình cứ thế dặn vô thôi. Còn nếu mà mình muốn gắn cái xanh giường á, mình bấm cái nút này, bấm vô, kéo ra xoay nó. Ha, là bây giờ nó nằm ngang rồi, nè, nó nằm ngang vậy nè. Bây giờ là mình cứ gắn vô thanh giường. Đâu gắn thử em coi. Bây giờ nếu mà mình có mấy cái đây này này nè, có, mình xoay này lên. Ha, rồi cứ bắt vô thôi, vậy thôi. Ha, rồi chắc chắn, cứ ngắt à, vừa tay thôi. Để cái này nó thích. Còn cây truyền dịch đó thì mình đây này, vô thì bóp cái này xoay lên. Đúng không? Đây bóp cái nút màu trắng, kéo ra, bóp màu trắng kéo ra, rồi kéo cứ xoay vậy ha. Rồi chị Tiết làm thử đi, thử cái đi. Bóp cái này, máy đi chị. Bóp cái, lấy ngón này là nó sẽ lượng ra. Kéo ra. Đúng rồi, nó phải nặng để nó giữ cái máy, mà cái máy 3 kg mà. Máy này nó mặn không mấy. Nhưng mà cái này là mình xoay, mình ít khi nào mình xoay lắm, tại mình xoay theo một chiều, cái mình để cố định thời gian rất là lâu ha. Ủa anh, cái máy này đời nào anh? Máy này là năm 2017-2018 đây. Máy mới, còn đời cũ nữa. Đời cũ.
thầy hút vận mạch á, nó không cho stop stop nữa, thay đổi huyết áp bệnh nhân liền, cho nên thay đổi online luôn. Dạ bây giờ mới lên